Ủy ban châu Âu EC và hãng dược AstraZeneca cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc phân phối lượng vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong hợp đồng, kết thúc vụ kiện tại Brussels về vấn đề này. Theo đó, AstraZeneca sẽ cung cấp thời gian biểu cụ thể và giao đúng ngày, đúng số lượng cho Liên minh châu Âu-EU. Hãng cũng chấp nhận sẽ giảm từ 10 đến 40 cho mỗi liều bị giao trễ. Theo thỏa thuận này, AstraZeneca cam kết bàn giao cho Liên minh châu Âu EU 60 triệu liều vaccine trước cuối quý 3 năm 2021, 75 triệu liều vào cuối quý 4 năm 2021. Các nước thành viên EU sẽ nhận được vaccine theo lịch trình bằng giao định kỳ. Nếu chậm trễ và không thuộc các chương trình bất khả kháng, AstraZeneca sẽ phải giảm giá trên mỗi liều vaccine bị giao chậm. AstraZeneca ban đầu dự kiến cung cấp 300 triệu liều vaccine cho EU trong 6 tháng đầu năm nay. Sau kế hoạch này đã bị cắt giảm xuống, chỉ còn 100 triệu liều do gặp khó khăn về sản xuất. Điều này đã làm trì hoãn chương trình tiêm chủng quy mô lớn của EU khi khối này đặt cược vào vaccine của AstraZeneca để tiêm vaccine cho người dân trong khối. EC đã triển khai hành động pháp lý nhằm vào AstraZeneca hồi tháng 4 năm 2021 với lý do hãng dược không tuân thủ hợp đồng đã được ký về việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng, cũng như không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo giao hàng đúng hàng. Khối liên minh này yêu cầu hãng phải cung cấp 120 triệu liều vaccine trước ngày 30 tháng 6 và hoàn tất hợp đồng 300 triệu liều vào tháng 9.